Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi Nhặt lá Bồ đề. Làm việc ác lưu lại bên mình, làm việc thiện đến bên mình, do Tú Linh trình bày. Tú Linh xin kính chào quý vị. Nhặt lá Bồ đề trở lại với quý vị với câu chuyện Làm việc ác lưu ở bên mình, làm việc thiện trở về bên mình, chuyện do Tịnh Tâm sưu tầm. Tú Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Đừng tưởng hại người là không ai biết. Mỗi việc con người làm đều có trời đất lưu lại. Hại người chính là tự hại bản thân mình. Người làm điều ác cũng chính là lưu lại cái ác bên mình. Nhân quả xưa nay vẫn thế. Đừng vội thấy báo ứng chưa đến mà coi thường. Có một người phụ nữ mỗi lần làm bánh cho gia đình, bà đều làm nhiều hơn một cái và đặt ở cửa sổ để cho người nào đó đối khác đi qua có thể lấy ăn. Dần dà, bà phát hiện ra hàng ngày người đến lấy bánh đều là một ông lão gù lưng. Ông lão gù lưng này mỗi lần lấy bánh xong, không những không cảm ơn mà trước khi đi còn nói lầm bầm một câu: làm việc ác lưu ở bên mình, làm việc thiện trở về bên mình. Nhưng người phụ nữ ấy chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Cứ như vậy, ngày lại qua ngày, ông lão gù lưng luôn đến trước cửa sổ nhà bà ấy lấy bánh như một lẽ đương nhiên. Và đều lầm bầm một câu nói y như vậy. Thái độ của ông lão khiến cho người phụ nữ trong lòng có chút nóng giận, tấm tức không yên. Đến cả từ cảm ơn cũng không có. Đồng thời, bà cũng cảm thấy phiền muộn. Cái lão giả gù lưng này ngày nào cũng nói có mãi một câu nói đó. Ông ta rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Một ngày kia, bà quyết tâm trừ bỏ ông lão. Xem ra ta phải triệt để trừ bỏ ông lão này mới được. Thử đoán xem bà sẽ làm cái gì? Bà cứ yên nhiên cho thuốc độc vào trong cái bánh mì. Ngay khi bà cầm chiếc bánh mì chứa độc để chuẩn bị đặt lên cửa sổ, tay bà bắt đầu run sợ, run bắn lên. Mình đang làm gì đây? Bà đột nhiên giật mình tỉnh thức, lập tức ném ổ bánh mì vào trong lửa thiêu bỏ nó đi, rồi làm lại cái bánh mì khác mới thơm ngon như thường lệ và đặt ngay nơi cửa sổ. Ông lão gù lưng lại đến và lấy đi chiếc bánh như những ngày trước và như mọi lần đều lầm bầm một câu: làm việc ác lưu ở bên mình, làm việc thiện trở về bên mình. Ngữ điệu của ông thật khoan khoái. Ông hoàn toàn không có ý thức được rằng tâm trí người phụ nữ đang vùng vẫy gượng dậy trong sức mạnh lớn lao của thiện tâm. Kỳ thực, mỗi lần khi người phụ nữ cầm chiếc bánh mì đặt nơi cửa sổ, bà đều dâng lên một tâm nguyện cầu phúc cho đứa con trai của bà đang mưu sinh nơi phương xa. Người con trai của bà sau khi đi làm ăn xa đã mấy tháng nay mà vẫn bặt vô âm tín, không hề có tin tức gì về nhà. Với tâm tư lo lắng của người phụ nữ, bà cầu nguyện mong đứa con trai có thể bình an, sớm trở về nhà. Không ngờ rằng, vào đúng buổi tối hôm đó, bà nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, bà nghi và hồi hộp, mong đợi, và đó đúng là con trai của bà đã trở về rồi. Anh ta giờ đã trở thành gầy gò, quần áo rách rưới, đói đến lã người, đứng cũng không nổi. Người phụ nữ vội vàng lấy đồ ăn ra cho đứa con trai. Người con trai nói: mẹ, con có thể đứng được ở đây là một kỳ tích. Lúc còn cách nhà một đoạn xa, con đã đói lã người đến nỗi đứng không vững, ngã quỵ xuống ven đường. Lúc này, có một ông lão gù lưng đi ngang qua đường. Con đã cầu xin ông ấy cho con chút gì đó có thể ăn được, dù là chút thức ăn vụn vặt cũng tốt. Nhưng mà ông đã đưa nguyên cả chiếc bánh mì thơm ngon cho con đấy. Ông ấy lại còn nói rằng, đây là đồ ăn hàng ngày của ta hôm nay. Ta nhường nó cho cháu, bởi vì cháu cần nó hơn ta. Nghe đến đây, sắc mặt người phụ nữ trắng bệt khi nghĩ đến cái bánh mì. Bà đã bỏ thuốc độc buổi sáng. Nếu bà không quẳng chiếc bánh vào lò đốt nó đi, vậy thì người ăn hết cái bánh đó chính là con trai của mình.
Bà dựa người vào cửa để giữ cho thân mình khỏi phải té xỉu. Tới bây giờ, cuối cùng, bà đã hiểu rõ hàm nghĩa đích thực của câu nói hằng ngày ông lão gù lưng kia vẫn nói. Câu chuyện thật giàu ý nghĩa, có thể khiến mọi người thức tỉnh. Đôi khi, người ta vì bực dọc hay vì những lợi ích cá nhân và làm điều ác hại người, nhưng họ có biết đâu rằng hại người chỉ là trước mắt, hại thân mới chính là báo ứng sau này. Con người sinh ra trên đời, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng thật kỳ lạ, có người vì hạnh phúc của mình sẵn sàng làm hại người khác để chiếm đoạt. Vì sao phải sân si như thế? Hại người là độc ác, là gánh quả báo, mất hết phúc đức. Người có đức lớn chính là người tốt, rất lương thiện. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.